Retinol Obagi đã quá quen thuộc với mọi người rồi, cho nên là hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái sản phẩm serum retinol nghe nó có vẻ rất là khác đúng không mọi người. Em này có tên là S4A, thì cái dòng này đang được rất là nhiều bạn review tốt đó mọi người. Mình sẽ xem thử là trong cái chai này nó có cái gì mà nó có giá tới gần 2 triệu một chai 30ml. Đầu tiên mình sẽ muốn nói là cái chai serum này nó sẽ không phù hợp với những cái bạn nào mà muốn tìm những cái sản phẩm gọi là dễ chịu và êm ái, thì là cái chai này nó sẽ không dành cho những đối tượng như vậy. Và nó chính xác là một cái loại thuốc để mà điều trị những cái vấn đề mà nặng đô của da luôn, giống như là mụn nè, thâm mụn nè, sẹo mụn nè, rồi lão hóa, kiểu như là da không có được căng, không có được mịn á, thì cái em này nó sẽ giải quyết những cái vấn đề đó. Và nó còn giúp cải thiện kết cấu da, làm cho da mịn màng hơn. Và lý do mà mình nói cái em này không hề dễ chịu á, đó là cái bản thành phần của nó nha mọi người. Và đầu tiên nó là một cái dẫn xuất của retinol, đó là retinin propionate. Đây là một cái dẫn xuất mà nó đem lại cái hiệu quả tương đương với lại retinol, nhưng mà nó không có gây ra những cái kích ứng mà nặng nề giống như là retinol, như là bong tróc da, đỏ da hay là phồng rợp da nha mọi người. Cho nên là em này được hãng giới thiệu là khá là an toàn và lành tính đối với những cái bạn nào mà mới muốn sử dụng retinol mà chưa có dám á. Và với cái nồng độ của em này trong cái chai này thì hãng đã so sánh nó là tương đương với lại là 0.025% của tretinoin. Tiếp theo thì nó có hai cái loại acid thuộc AHA, đó là glycolic acid và lactic acid. Thì AHA như mọi người biết là nó giúp tẩy da chết và nó giúp tái tạo da, đồng thời nó sẽ giúp sáng da và mờ vết thâm, nó sẽ làm mịn màng cái bề mặt da của mình đó mọi người. Tiếp theo nữa đó là một cái thành phần khá là nặng đô, đó là folic acid. Đây là một cái thành phần mà có khả năng làm sáng da, và với cái nồng độ là từ 1-4% á, nó có thể hỗ trợ giúp điều trị nám cho mọi người. Và ngoài ra thì em này còn có khả năng là kháng khuẩn nữa, cho nên rất là tốt cho da mụn luôn. Nhưng mà bên cạnh những cái gọi là cái hiệu quả mà mạnh mẽ của nó thì là nó có một cái số gọi là tác dụng phụ, ví dụ như là nó có thể làm cho da mình là viêm da khi tiếp xúc nè, phồng rợp và kiểu đỏ rát đó mọi người. Cho nên là có một cái số quốc gia mà người ta không có thêm cái em này vào những cái sản phẩm chăm sóc da như là Nhật và Úc nha. Và với một rừng cái thành phần mạnh như vậy á, thì trong cái chai này lại có một cái thành phần khá là êm dịu, đó là niacinamide. Đây là một cái thành phần nó thì giống như mình nghĩ là nó giống như là một thành phần giúp trung hòa lại các cái thành phần quá mạnh lúc nãy mình vừa liệt kê ra. Thì niacinamide thì nó là một cái chất chống oxy hóa rất là mạnh mẽ, đồng thời nó sẽ giúp kiểm soát dầu nhờn và thu nhỏ lỗ chân lông, nó còn làm sáng da nữa mọi người. Cho nên nó là thành phần duy nhất mà mình cảm thấy là nó nhẹ nhàng êm dịu ở trong cái chai này. Và tiếp theo mình sẽ nói về cái chất của em này nha mọi người. Nó là một cái dạng chất lỏng và màu vàng, nó có mùi rất là nồng hắc. Và đó là lý do mà mình nói là những cái bạn nào mà không thích những kiểu mà dưỡng da mà nó khó chịu thì là không xài này được, tại vì cái mùi của nó, mùi cồn rất là nồng nặc. Lần đầu tiên mình sử dụng thì khi mà mình nhỏ lên da mà mình không nghĩ là nó nồng tới như vậy, và kiểu nó gần cái mũi mình á, mình bị sọc thẳng vô lỗ mũi. Và trời ơi, mình nghĩ là trời ơi, sao cái sản phẩm này nó có thể mạnh tới như vậy mọi người, giống như là mình đang xức những cái thành phần hóa học cực mạnh trên da mình gì đó. Và nó rất thấm rất là nhanh luôn mọi người, kiểu như khi mà mình vừa mở cái chai này ra thôi á thì mình cảm giác giống như là nó sẽ bay hơi chắc 1/4 cái chai này luôn á, tại vì kiểu như nó thấm rất là nhanh và cái mùi cồn nó nồng nặc. Khi mà mọi người mà bôi lên da mình phải tập trung mình để ý nha, tại vì khi mà mình bôi lên nó thấm nhanh quá và mình nghĩ là cái vùng đó là mình chưa có bôi, thì khi mà mình mà bôi tiếp lần nữa thì khả năng cái chỗ đó sẽ bị kích ứng cao nha mọi người. Tại vì mình nói thì cái em này rất là mạnh luôn. Và cái cách mà mình đã sử dụng em này, đầu tiên thì mình đã sử dụng em này trần ở trên da luôn, là mình sử dụng nó sau cái bước toner. Thì khi mà mình sử dụng trần như vậy á thì mình sử dụng khoảng 2-3 lần là mình đã thấy cái da mình nó căng và nó bóng, kiểu và nó săn chắc luôn mọi người. Và mình còn cảm nhận được là cái da mình nó hơi hồng hồng ở ngay cái vùng má này nữa. Mình sẽ để cái hình mà mình sử dụng khoảng 2-3 lần ở đây cho mọi người xem nha. Nhưng mà đồng thời với cái việc căng bóng da như vậy á thì mình cảm thấy là da mình nó bị lên những cái mụn to,
kiểu như là cái mụn đó mà trước giờ mình rất là ít khi gặp phải, nó lên những cái mụn to mà mình cảm giác mọi người có thể hình dung là nó giống như là những cái nốt mà mũi chích gì đó mọi người, nó to nó đau nhưng mà nó sẽ gom cái cồi từ từ tới khi mà cái cồi đó nó khô lại á, thì mình rất là dễ dàng để mình lấy ra, kiểu như là mình chỉ nhấn hoặc là mình gọi là mình đè lực nhẹ lên là cái mụn đó nó sẽ ra được rồi. Trong cái quá trình mà mình sử dụng trần đó thì da mình là có những cái mụn ẩn á, trên trán rất là nhiều luôn. Và cái em này mình thấy nó điều trị mụn ẩn rất là tốt nha mọi người. Nó làm những cái mụn ẩn của mình không có hình thành viêm, đồng thời là những cái mụn đó nó làm thông thoáng cái bề mặt, cho nên là những cái em mụn đó nó được mở cái đầu ra, nó mình thấy được cái nhân mụn và mình lấy ra rất là dễ dàng. Kiểu như lúc đó nó không bị viêm này mà mình còn thấy cái đầu nữa, cho nên là cái việc mà mình lấy nó ra rất là dễ luôn mọi người. Và nhờ như vậy mà cái lúc đó mụn ẩn của mình nó mới không bị bung bét mọi người. Mình rất là sợ về mụn ẩn nha, tại vì mụn ẩn á, khi mà mọi người có những cái điều kiện thích hợp, ví dụ mọi người thức khuya nè, mọi người không chống nắng kỹ càng, hoặc là bị tác động bởi ăn ngọt hay là đồ nóng này kia, là những cái mụn ẩn đó nó sẽ trở thành viêm liền luôn. Mình rất là sợ, nên em này đã giúp cho mình vượt qua cái khoảng thời gian mà mình bị mụn ẩn đó. Nếu mà cái sản phẩm này mình biết cái lúc mà mình bị mụn cách đây khoảng 6-7 năm mọi người, thì mình nghĩ là cái khoảng thời gian mình trị mụn nó sẽ rút ngắn lại rất là nhiều. Vì vậy mà em này rất tốt cho những bạn da mụn, mọi người hãy tìm hiểu về nó đi nha. Và ngoài những cái phản ứng mà nổi những cái mụn to lên như vậy á, thì cái em này nó không làm cho mình bị bong tróc da hay là đỏ rát da gì hết. Rồi đôi khi mình còn cảm thấy là ở có những cái vùng mà tự nhiên mình bị đau á mọi người, mình cảm giác như là giống như mình ai đánh á, bị đau một xíu gì nè, nhưng mà nó lại không có bị đỏ hay nó viêm hay là không bị gì hết. Nó là những cái gọi là cái phản ứng mà được đoán trước, được dự đoán trước là sẽ xảy ra khi mà mình sử dụng tretinoin hoặc là retinol. Khi mà nó gặp những cái thành phần quá mạnh trên da mọi người, thì là da mình nó sẽ ở cái hệ thống là kiểu như kích hoạt hệ thống miễn dịch á. Và khi mình gặp những gọi là cái tác động quá mạnh mẽ của cái em này trên da, thì mình đã thử sử dụng bằng cách là mình chèn một cái nền, một cái base, một loại serum HA hoặc là B5 ở phía trước. Và sau khi mình xài toner thì mình sẽ xài một cái loại serum HA hoặc là B5 nào đó mọi người có. Sau đó thì mọi người sẽ xài thêm cái em này ở phía sau. Khi mà mình xài như vậy á, thì mình cảm thấy là da của mình cái sự căng bóng á, thì nó sẽ không còn quá nhiều, nó có vẻ êm dịu hơn mọi người. Da của mình nó không có bị lên những cái mụn to như vậy nữa. Và cảm giác là khi mình sử dụng thì sáng hôm sau á, khi mà mình kẹp với một cái serum như vậy á, thì da của mình nó đủ ẩm và cảm giác kiểu mướt mát á. Cái kinh nghiệm của mình muốn chia sẻ cho mọi người khi sử dụng sản phẩm này, đó là mọi người lần đầu tiên á, sử dụng á, tuyệt đối không có nên xài trần trên da đâu. Mọi người hãy nên kẹp nó với một cái loại serum HA hoặc B5 mà mình đã nói. Và tuyệt đối là mọi người đừng có bôi xuống cổ nha, cũng đừng bôi lên mí mắt luôn. Mình chỉ bôi mặt mà mình chừa những cái vùng da mỏng ra. Và sau khi mà xài hết cái chai này mọi người, đối với cá nhân mình, mình sẽ vẫn quay lại để mình sử dụng retinol dạng kem cho tới sau này luôn, cho tới già luôn, để mình chống lão hóa. Chứ mình không xài serum này, thứ nhất là do nó quá đắt mọi người và nó hao nữa. Thì mình muốn xài cái retinol kia cho nó kinh tế hơn, và kiểu mình cũng có thể kẹp với kem dưỡng để mình xài hàng ngày, để mình duy trì cái sự mà căng bóng đó cho da. Và cái em này á, thì đối với mình thì mình recommend cho những cái bạn nào có những cái vấn đề da mà cực kỳ nặng, ví dụ như là mọi người vừa có mụn nè, vừa muốn trị thâm mụn mà vừa muốn ngăn ngừa sẹo mụn, đồng thời làm cho cái bề mặt, cái kết cấu da của mình nó mịn, nó căng, thì mọi người hãy nên sử dụng cái em này. Có nghĩa là cái em này nó là một cái loại thuốc mà mạnh mẽ luôn, cho những cái bạn nào mà muốn tác động nhanh và trị những cái vấn đề đó cho da của mình, đồng thời song song với nhau, mà không có cần phải trị mụn xong rồi mới được trị thâm á mọi người. Cũng như là một chai này nó có thể làm được những cái việc đó đồng thời cùng một lúc, cho nên là nó thích hợp với những bạn nào mà vừa có mụn, vừa có thâm mụn và có sẹo mụn và muốn căng bóng da đó, thì hãy tìm tới cái em này. Và có vấn đề nhiều tới cỡ nào thì mình nghĩ mọi người cũng không nên sử dụng em này hàng ngày luôn. Mọi người có thể sử dụng cái routine mà để đặt trị cho da mụn là một tuần khoảng 3-4 lần mà là mình thấy hết đắt rồi, là nó đã nhiều rồi, chứ không nên xài hàng ngày đâu mọi người. Và đó, mọi người sau khi nghe những cái trải nghiệm của mình, thì không biết là bao nhiêu phần trăm mọi người sẽ xuống tiền để mua một cái chai serum như vậy.
rồi. Chắc là mình đã nói hết về cái em này rồi mọi người, và mình hy vọng là mọi người sẽ có những cái kiến thức để mà mọi người lựa chọn những cái sản phẩm phù hợp với da của mình cũng như là phù hợp với túi tiền của mình nhé. Bye bye mọi người, hay chúc mọi người da luôn đẹp luôn khỏe nha.